Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Nó tóm lại là của khắp cả gối luôn. Qua đầu gối luôn hả không? Qua đầu gối luôn. Đúng rồi. Kệ nó phải đau mà cái chuyện đau đi. Để phải quay đi liên tục cơ sở. Đưa nước lên liên tục. Rồi làm lạnh cái cột sống. Phải xay cái cột sống. Như vậy là mình chườm cái đá lạnh trực tiếp vào cột sống. Nghe đã không? Bài có đảo. Đó. Cái cắm vào đấy, cái này với tác dụng hay. Nữa được không? Rồi không, đừng cái này. Đó, vậy đó, xây vậy đúng rồi đó. Rồi cái phần giữ cái treo đi. Và đây cái tướng đúng rồi. Rồi đó. Quay khoảng 15 lần. Hả? Quay khoảng 15 lần. Bè này còn chục lần. Khi tới đây mình xuống. Ngại vậy đó. Bỏ đây là được rồi. Bây giờ mình xây nè. Bây giờ coi, bà mềm chân lên nha. Rồi xây chân nè. Xây mềm thấy chưa? Dạ. Mà cái lúc mình ép sát nè. Thấy không? Ép sát nè. Nhưng quay là không quá là thấy. Đúng không? Đó. Đó. Rồi, bắt đầu làm cái này, quên này đi. Làm cái nó đi. Xuống đến tận đầu gối. Nằm một kiểu là rồi đâu có được. Một, rồi, hai. Rồi, xong rồi. Rồi, giác chân ra đàng hoàng cho dễ ngồi, đó. Rồi, ngồi xuống đi. Rồi, đó, ngã, đừng, không sao đâu. Rồi bà đứng dậy đi, đứng mạnh lên. Lên, cố lên. Cố lên. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.